Sáng nay, ngày 5 tháng 9, sau lễ khai giảng, khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Nhân dịp khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư đến các em học sinh, sinh viên, các giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, an toàn, để các giáo viên và học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2023-2024 là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Sau khi bệnh viêm kết mạc cấp, đau mắt đỏ, bùng phát và lây lan ở Hà Nội thì những ngày qua, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam cũng bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp mắc căn bệnh này, có nguy cơ lây lan thành dịch. Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng bị đau mắt đỏ trong thời gian gần đây. Khoa mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông tin, số ca bệnh đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện có dấu hiệu gia tăng. Trung bình mỗi buổi bác sĩ thăm khám cho 15 đến 20 ca bệnh, trong khi trước đó chỉ vài ca. Theo Phó trưởng khoa mắt, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, bệnh đau mắt đỏ thường xuất hiện vào mùa xuân, hè, dễ lây lan thành dịch. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, dịch đau mắt đỏ lại đang gia tăng bất thường, với nhiều trẻ bị mắc bệnh có biến chứng nguy hiểm. Theo người dân, vụ sụt lún xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 9, khi đang có mưa dông lớn. Thời điểm này, nhiều người phát hiện hàng cây, trụ điện, ven đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp giáp dự án chung cư Phú Tài 2 sụp dần xuống, kèm theo tiếng động ầm ầm. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại hiện trường, vụ sụt lún kéo dài hàng trăm mét, sâu từ 3 đến 4 mét. Dọc tuyến đường, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân. Một người dân ở gần hiện trường cho biết, nhiều ngày trước, tại dự án chung cư Phú Tài 2 có thi công cống thoát nước, cống sâu sát đường Hoàng Văn Thụ. Một người dân khác cho biết, trước đó vài ngày, đơn vị thi công đang đào đường thì xảy ra sụt lở đất. Sau đó, họ có đổ 4 xe bê tông để khắc phục. Theo đại diện điện lực ở thành phố Quy Nhơn, vụ sụt lở đất khiến cho trên 500 khách hàng ở dọc đường Hoàng Văn Thụ bị mất điện và nhiều trụ điện, trạm điện bị hư hại. Ông Ca Sơ, 65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, nghi bị lạc trong rừng Cát Tiên từ ngày 30 tháng 8 đến nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự phối hợp với người dân mở rộng tìm kiếm. Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết công tác tìm kiếm ông Ca Sơ đi lạc trong rừng nhiều ngày nay vẫn đang được các ngành chức năng triển khai. Thông tin ban đầu, từ ngày 30 tháng 8, ông Ca Sơ đi vào rừng theo hướng về phía Khi Bầu Xấu, rừng Cát Tiên, tiếp giáp Tam Giác Suối Ràng, rừng Mã Đà, nhiều khả năng ông vào rừng để hái măng. Tuy nhiên, 3 ngày sau vẫn không thấy ông về nên người dân trong làng đã vào rừng đi tìm kiếm. Sau khi nắm được vụ việc, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã thông báo đến chính quyền địa phương, đồng thời cử nhiều kiểm lâm viên cùng người dân vào rừng tìm kiếm ông Ca Sơ. Nhưng đến nay, vẫn chưa có thông tin gì về người đàn ông đi lạc này.
Sáng ngày 5 tháng 9, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang Võ Minh Tuấn cho biết đã cấp phép hoạt động các tuyến tàu và cao tốc từ thành phố Rạch Giá đi thành phố Phú Quốc, Nam Du, thành phố Hà Tiên đi thành phố Phú Quốc và ngược lại, sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bão số 3. Ước tính, các hãng tàu khách sẽ đưa khoảng 2.000 du khách từ Nam Du và khoảng 8.000 khách từ Phú Quốc về Rạch Giá. Sáng ngày 5 tháng 9, tại cảng thủy nội địa Rạch Giá, nhộn nhịp xe đưa đón khách từ tàu vừa cập bờ, xe chở hàng hóa thiết yếu ra các đảo của tỉnh Kiên Giang.